Chào bạn, trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái Class Custom Painter để mục đích là tạo một cái app vẽ tranh như kiểu cái app Paint thần thánh của Windows đó. Đây, nó sẽ kiểu như này. Chúng ta sẽ vẽ, thay đổi kích cỡ của bút vẽ và thay đổi màu sắc của bút vẽ. Đấy, đơn giản thế thôi. Chúng ta sẽ tạo ra một cái app kiểu như thế này. Nhưng để làm được điều đó thì chúng ta phải tìm hiểu về một cái lớp custom paint. Ở đây thì để tạo ra cái app rất đơn giản thôi. Cái app ta sẽ import cái thư viện material đây, và tôi sẽ tách cái paint screen này, cái màn hình này ra để sau này cho dễ nhìn thôi. Sẽ nhìn thấy ta hiểu là cái app này nó gồm có cái home, cái thuộc tính home là màn hình paint screen. Paint screen là gì thì ta lại phải xem bên đây. Paint screen nó là một cái state need widget, vì tạm thời chúng ta tìm hiểu cách vẽ thôi chứ cách để tạo ra các đối tượng chứ chưa tương tác với nó, đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ return một cái custom paint. Custom paint nó có cái gì? Nó có cái thuộc tính là painter. Painter thì lại là một cái custom painter. Nhưng mà cái custom painter này nó lại là abstract class, cái lớp trừu tượng do chúng ta không không thể tạo ra trực tiếp như này được. Tạo ra như này không được. Đấy, vì đây các bạn nhìn thấy này, báo lỗi ngay. Abstract class can be không không thể khởi tạo, không tạo ra được. Chúng ta sẽ phải tạo một cái lớp kế thừa từ cái lớp này. Vậy tôi sẽ tạo thành là my custom painter class, extend từ cái custom painter. Thì đây là một cái lớp trừu tượng. Đây, chúng ta bấm một cái custom painter này. Abstract class nó có cái thuộc tính bắt buộc này, paint và should repaint là hai cái mà bắt buộc nó phải, tức là trong cái abstract, cái lớp trừu tượng nó mới tạo ra hai cái tên đấy thôi chứ nó chưa khai báo cái gì cả. Vậy chỗ này đây tôi bấm nó bắt buộc chúng ta phải override hai cái phương thức này. Pen trong đấy cái hàm pen và cái hàm should repaint. Should repaint này thì chúng ta tạm thời đó là nó trả về là phone đi, chưa cần vẽ nữa, vì chúng ta nút bin một cái, nút nút bin một cái là nó sẽ em vẽ rồi, chúng ta không chưa tương tác với app mà. Chỗ này cái pen này nó có hai cái tham số, nó canvas và size. Thì đây tôi sẽ bắt đầu nào. Canvas tôi sẽ chẳng hạn tôi vẽ một cái đường. Đây, draw line từ cái P1. Draw line P1 nó offset. Offset thì ta tưởng tượng như kiểu là tọa độ ấy. Tọa độ các bạn học ở trong hình học, ở dưới hình học tọa độ lớp 10 thì chúng ta có góc tọa độ là 0,0. Thì đối với cái màn hình máy tính, góc tọa độ này bắt đầu cái góc trên cùng bên trái này. Đây, các bạn nhìn chỗ cái phím Windows đây. Đây là tọa độ 0,0. Và theo chiều rộng nó tăng dần này, theo chiều cao lại tăng dần phía dưới. Vậy thì chỗ này chúng ta sẽ cho nó là offset 0, tức là từ cái 0,0 cho đến cái offset 0. Tọa độ nó lại gồm có hai cái con số dx này, dy. Dx là theo chiều rộng, dy theo chiều cao. Chẳng hạn tôi muốn vẽ đến cái chỗ khoảng độ tọa độ là 100, 200 đi,
cái pen này thì nó lại kế thừa, đây các bạn nhìn ở đây, kế thừa từ cái lớp pen, thì chỗ này tôi sẽ tạo mới, nó chưa có mà tôi sẽ tạo ra. Trong cái lớp pen này thì nó sẽ phải có các cái thuộc tính sau đây: color, màu sắc của cái đường thẳng này tôi cho nó là bằng color black. Nó còn có một cái nữa đó là cái stroke width, tức là độ rộng của cái đường này, cho nó bằng 10. Ok, tôi sẽ chạy chương trình xem chuyện gì xảy ra nhé. Ngoài ra thì nó còn có mấy cái thuộc tính nữa khá là thú vị, ví dụ như là stroke cap. Đấy, stroke cap tức là cái đường thẳng chúng ta vẽ thì cái đầu đường thẳng ấy, nó là vuông hay là tròn, nó được bo cong lại hay là thế nào. Dụ tôi cho này stroke cap chấm rail hoặc square, rail nó như thế nào nhé. Máy của tôi nó cấu hình nó hơi kém nên các bạn thông cảm, khá là chậm. Sau cái chương trình này thì chúng ta sẽ, ồ chỗ này nó đổi một chút vì màu, tôi cho màu bằng red đi. Đây, bạn đã thấy app của chúng ta đã chạy thành công, đã vẽ được một cái đường từ gốc tọa độ 0,0 xuống tới tọa độ theo chiều rộng x là 100, chiều này là 200. Bây giờ tôi sẽ cho cái stroke width này nó lên đến khoảng độ 50 đi cho bạn dễ nhìn này. Đây các bạn nhìn thấy cái cap này, cap của ta nó đang rao đúng không? Bây giờ tôi cho nó thành square đi. Đấy, nó thành vuông. Boost, tức là nó thụt vào một chút. Rao đi. Bây giờ tôi lại vẽ tiếp này một cái canvas vẽ canvas draw, tôi vẽ draw point đi xem nó thế nào. Point mode, point mode ở đây đó là điểm đi. Các cái điểm này thì danh sách, cái này nó là một danh sách này, các bạn nhìn này. List of set, những cái điểm này là một danh sách các cái điểm này, tôi sẽ tạo một cái danh sách này. Offset đây, tôi lấy luôn cái điểm này copy xuống nhé. Offset ví dụ 50 đi, 300, thêm một cái offset nữa này 10, 350. Pen, cái pen này thì có khi tôi sẽ tạo ra thôi, tạo ra cái này. Tôi sẽ dùng lại để đỡ phải gõ thôi. Mai bên chỗ này nó bắt thêm cái này, tôi dùng cái mic pen đi. Chỗ này thiếu chấm phẩy. Rồi.
Đấy thì bạn nhìn thấy này, tạo ra cái điểm và những cái tọa độ. Chỗ này thì cho nó là MyPen này nó bằng blue đi. Tôi xóa cái draw line đi cho bạn dễ nhìn nhé. Đây, tạo ra những cái điểm này. Tạo ra hai điểm, 50, 30. Tạo ra thêm vài điểm nữa đi. 300 đi. Đấy, tạo ra những cái điểm ở những cái vị trí cố định. Để tôi đổi một chút này. Cái stroke cap tôi cho thành square xem nhé. Đấy, bạn thấy các điểm ta nó chuyển ra thành vuông. Bút xem nào. Bút nó vẫn là hình vuông thôi, nhưng mà nó sẽ bị thụt vào một chút thì phải. Cái này các bạn có thể xem ở trên trang chủ nhé. Cái point mode này tôi chuyển sang xem nào. Point mode tôi chuyển thành line. Nó sẽ nối các cái điểm này nào. Polygon. Đây, nó sẽ nối các cái điểm này nào. Tôi sẽ cho nó về chính cái điểm ban đầu, đây là một tam giác này. Đấy, các bạn hình dung được không? Chỗ này cho thành 60 đi. Đấy, một tam giác. Chỗ này nó còn cái thuộc tính gì nữa này. Đây là... Đấy, là... Rồi. Polygon vậy. Rồi. Vẽ các cái điểm cụ thể. Cái thuộc tính canvas này nó vẫn còn thêm các cái phương thức nữa, ví dụ như là đây, vẽ cycle này. Tâm. Offset là tâm này, center này, radius là bán kính này. Ok. Đây, tâm tôi sẽ cho là 1 1 đi. Offset. Tâm cho là 100. 100. Bán kính double tôi cho là 50. My pen đi. Ok, đấy các bạn nhìn thấy chưa? Vẽ anh em một cái đường tròn. Để tôi cho bán kính bằng 500. À, 500. Đấy, vẽ một cái đường tròn. Thì nếu các bạn thành thạo cái này, các bạn sẽ tạo ra được những cái màn hình khá là đẹp. Ví dụ cái màn hình hiện chiến thắng người ta có chữ you are win và có mấy cái hình ở đây. Draw cycle này nó còn cái gì nữa nào? Nó còn cái canvas drop pad. Đấy, draw point, drop pad. Thì có một cái path là cái đường và một cái pen, tôi vẫn dùng cái my pen đi. Path này thì chưa có, vậy tôi sẽ tạo ra. Path này thì nó lại tôi phải xem nó. Path nó sẽ có move to Light to vẽ này rồi quadratic hay đây cubic này cubic cái vẽ đường này sẽ vẽ được kiểu đồ thị đó. Đấy, thì tôi sẽ thực ra quad x1 y1 hai y hai tức là vẽ một cái đường cong à x1
Double. Vậy tôi sẽ cho từ 00 đi cho tới 100, 200, xem nó ra cái đường gì. Chỗ này không được. Vậy thì phải tạo làm cái đi. Set đây đi. Đây, chỗ này tôi sẽ phải tạo ra cái my path like to double x double y ở đây, tức là mặc định của nó cái đường ta sẽ xuất phát từ gốc offset 0, di chuyển đến cái chỗ này thôi. Tôi ẩn mấy cái này đi xem nhé. My path đây là cái đường, định nghĩa cái đường. Nhưng mà chưa vẽ, bây giờ tôi sẽ vẽ cái đường này ra này. Chỗ này nói gì đây nhỉ? Xóa mấy cái này đi đã. My path di chuyển nó đó. Move vật to di chuyển đến 0,0 đã rồi tôi mới vẽ. Sao thế nhỉ? Lại từ đến 500, 500 đi. Rồi, cái path của ta nó phải có cái glow lại các bạn ạ. Một cái đường thì sẽ một một đến 500, 300 xem nó ra cái gì. Rồi.
Cái đường này hơi khó nhìn nhỉ. Bắt đầu từ 00 di chuyển đến năm 300, 350. Sau đấy vẽ về trở lên cho xem. Ba mươi đi xem nào, không đi xem nào. Cái đường này nó hơi khó hiểu nhỉ. Quadratic nó là cái đường cong bậc hai thôi. Chỗ này sẽ phải có cái thêm cái thuộc tính đó. Phi thai xem. Path thai. Non. Chẵn này, cái này không hiểu. Chắc cái này ta sẽ phải tìm hiểu sau. Đấy, vậy thì chúng ta muốn trang trí cái kiểu như này, chúng ta vẽ một cái đường chéo như này. Thì đầu tiên tôi sẽ move to chẳng hạn như là theo cái chiều dọc x này thì x vẫn là 0, y chúng ta sẽ thấp xuống đấy còn độ 100. Chúng ta vẽ tiếp vẫn là 0 thôi nhưng mà y sẽ đến khoảng 150. Xong lại vẽ sang bên kia là cái chiều rộng ấy, giả sử nó là 500. 500 và 100. Tôi sẽ vẽ cái hình bình hành này. Đấy, sau này các bạn sẽ thêm vào đây cái chữ Ewin các thứ chẳng hạn thì nó đỡ nhàm chán. Cái này tôi sẽ dùng, ta sẽ phải dùng cái hàm để lấy chiều rộng, của cái thêm mà data context. Cái size nó như thế nào nhỉ? Screen media query nhỉ? Yeah. Cái này tôi sẽ cho nó là width. Mà thằng này nó lại không chấp nhận cái thằng
không có contact của bên. Vậy chỗ này tôi sẽ phải đây. Tạo một cái biến vậy. Đấy, thì nó sẽ kéo dài đến hết đây. Tại sao lại như vừa rồi ta không làm được? Vì ta nhìn thấy là cái thằng Glass My Custom Painter này nó không có phương thức bin, nên nó không có cái context cái ngữ cảnh của nó. Nhưng cái thằng này, thằng Paint Screen này, Set Need Widget, nó có phương thức bin, nó có cái context. Chúng ta sẽ lấy được context của nó. Cái context các bạn cứ hình dung nó là cái ngữ cảnh của nó, cái bối cảnh. Cái thằng Paint Screen này có bối cảnh, nó phương thức bin. Khi bin thì nó là tạo ra một cái lớp kế thừa từ StateNet Widget, nó có các cái thuộc tính như màn hình rộng bao nhiêu, cao bao nhiêu, vân vân kiểu vậy. Thì phần này khá là nòng ngoài. Đấy, hy vọng rằng trong cái video này các bạn đã biết cách tạo ra một cái Glass Custom Painter, để từ đấy chúng ta sẽ vẽ được. Còn video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta cùng tạo cái app vẽ tranh. Cái app đấy thì tôi đã làm rồi, nhưng mà tôi sẽ hướng dẫn lại sau. Chúc bạn thành công.